Xin chào tất cả các bạn. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng một năm mới 2021 thật là thành công. Năm 2020 đã qua đi với rất nhiều khó khăn, nhưng AI Việt Nam của chúng ta vẫn là một công ty tăng trưởng số 1 của thị trường. Chúng ta vẫn là một công ty mà phát triển MDRT hàng đầu trên thế giới. Và ngay cả Việt Nam thì tốc độ tăng trưởng MDRT của chúng ta cũng rất là khâm phục. Và thưa các anh chị, chúng ta khởi đầu với những cái nguồn năng lượng mới, với những cơ hội mới. Đã là đại lý, hãy là MDRT. Ngày hôm nay các bạn chỉ hãy ngồi xuống, đặt cho mình một kế hoạch. Và từ kế hoạch này sẽ biến thành hành động trong năm 2021. Chúc các anh chị trở thành MDRT.